vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Kinh tế Thế giới của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin như thường lệ là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Chu Hải là thành phố đầu tiên tại Trung Quốc áp chính sách giá trần để giảm nhiệt bất động sản. Công ty nhà đất ra giá cao hơn giá trần sẽ không được cấp giấy phép bán, số lượng nhà được mua cũng bị hạn chế. Thành phố công nghiệp với 1,6 triệu dân này vừa công bố chính sách mới nhằm xiết lại thị trường bất động sản sau khi giá nhà đất tại đây liên tục phi mã. Từ ngày 1 tháng 11, các giao dịch buôn bán nhà đất không được cao hơn giá trần 11.285 nhân dân tệ mỗi mét vuông, tương đương 1.775 đô la Mỹ một mét vuông. Bên cạnh việc áp giá trần, chính quyền Chu Hải còn hạn chế số lượng nhà được phép mua cũng như tung ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán nhà đất ảo trên thị trường. Liên quan đến vấn đề bất động sản, tại Cuba, chính phủ nước này vừa đã công bố sắc lệnh do Chủ tịch Raúl Castro ký cho phép người và người nước ngoài thường trú tại Cuba được mua bán và chuyển nhượng tự do quyền sở hữu nhà ở kể từ ngày 10 tháng 11 tới. Tất cả các công dân Cuba và người nước ngoài thường trú tại quốc đảo này nếu có nhu cầu và điều kiện về tài chính đều được phép sở hữu một nhà ở thường xuyên và một bất động sản làm nơi nghỉ dưỡng tại nông thôn hoặc bờ biển. Ngày 3 tháng 11, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã bất ngờ quyết định giảm lãi suất chủ chốt từ 1,5% xuống còn 1,25% với hy vọng trấn an các thị trường tài chính thế giới trong bối cảnh Hy Lạp đứng trước nguy cơ vỡ nợ và có thể phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp định kỳ hàng tháng của ban lãnh đạo ECB tại Frankfurt, Đức, dưới sự chủ trì lần đầu tiên của tân chủ tịch ngân hàng, ông Mario Draghi, vừa chính thức nhậm chức ngày 1 tháng 11. Tại Hy Lạp, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tuyên bố sẵn sàng từ bỏ kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận cứu trợ của Liên minh châu Âu EU cho Hy Lạp và kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh dân tộc nhằm bảo đảm có sự thống nhất chấp thuận thỏa thuận cứu trợ của EU đối với nước này. Giới phân tích lo ngại, nếu người dân Hy Lạp nói không trong cuộc trưng cầu ý dân, thỏa thuận cứu trợ mới đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ngày 26 tháng 10 vừa qua coi như bị vô hiệu hóa. Viện Thuế và Chính sách Kinh tế của Mỹ cho biết, trong vòng 3 năm qua đã có hàng chục doanh nghiệp lớn của nước này trốn thuế và nhiều doanh nghiệp vẫn nhận được trợ cấp thuế của chính phủ, mặc dù đạt lợi nhuận cao. Các chuyên gia viện trên kết hợp với Citizens for Tax Justice, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về chính sách thuế địa phương và liên bang, đã tiến hành điều tra việc nộp thuế của 280 công ty. Theo đó, phát hiện 78 công ty không nộp thuế liên bang trong ít nhất từ 1 đến 3 năm trở lại đây. Ngoài ra, 30 công ty khác đã giấu giếm lợi nhuận hoặc báo cáo làm ăn thua lỗ để gian lận thuế thu nhập, trong khi thực tế tổng lợi nhuận trước thuế của những công ty này lên tới 160 tỷ đô la Mỹ. Theo quyết định của chính quyền bang Texas, tập đoàn dầu khí BP của Anh phải nộp thêm khoản tiền phạt 50 triệu đô la Mỹ do vi phạm các quy định môi trường liên quan tới vụ nổ một nhà máy lọc dầu ở bang này hồi năm 2005. Đây là khoản tiền phạt BP vì đã vi phạm các quy định xả thải ra môi trường trong nhiều năm sau khi xảy ra vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 15 người nói trên. Kể từ khi xảy ra vụ nổ đến nay, BP đã phải nộp phạt tổng số tiền lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Tiếp ngay sau đây là thông tin tài chính toàn cầu. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 11, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,28% lên 8.750,76 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 3,31% lên 19.880,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,78% lên 2.527,66 điểm. Đêm trước tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 208,43 điểm, tương ứng 1,76% lên 12.044,47 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 23,25 điểm, tương ứng 1,88% lên 1.261,15 điểm. Nasdaq tăng 57,99 điểm, tương ứng 2,2% lên 2.697,97 điểm. Tương tự thị trường chứng khoán Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu cũng giữ được đà tăng trong phiên. Chỉ số DAX của Đức tiến 2,81% lên 6.133,18 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 2,73% lên 3.195,47 điểm. Và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,12% lên 5.545,64 điểm. Sau khi đã tăng trên 1% lên gần mức cao nhất trong 6 tuần qua trong phiên giao dịch đêm trước ngày 3 tháng 11 tại thị trường New York, giá vàng đã phân hóa không đồng nhất trên thị trường châu Á trong phiên cuối tuần ngày 4 tháng 11. Giá vàng đã hạ nhiệt trên sàn giao dịch điện tử Singapore, song lại tiếp tục đi lên trên thị trường Hồng Kông.
Sáng ngày 4 tháng 11 trên sàn điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm 6,21 đô la Mỹ xuống 1.756,44 đô la Mỹ một ounce, song vẫn đang hướng tới tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 2011 cũng giảm 0,39% xuống 1.758,5 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường Hồng Kông, giá vàng vào lúc mở phiên 4 tháng 11 lại tăng tiếp 30,38 đô la Mỹ lên 1.762,48 đô la Mỹ một ounce. Trước đó, tại New York, giá vàng giao ngay đã tăng được 1,5% lên chốt phiên ở mức 1.763,69 đô la Mỹ một ounce, đánh dấu phiên thăng hoa thứ ba liên tiếp của kim loại quý. Vàng giao tháng 12 cũng tăng mạnh 35,80 đô la Mỹ lên 1.765,40 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng đi lên trong phiên này chủ yếu nhờ động thái cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cùng tình hình phức tạp tại Hy Lạp, đẩy vàng trở lại là kênh đầu tư an toàn đối với các nhà đầu tư. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng ngày 4 tháng 11, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 12 2011 giảm 35 xu xuống 93,72 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 30 xu xuống 110,53 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu đảo chiều đi xuống phiên sáng ngày 4 tháng 11, chủ yếu do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư sau khi thị trường dầu mỏ có phiên tăng mạnh hôm trước nhờ động thái cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Các chuyên gia cũng đồng thời cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể có đợt giảm sâu hơn khi các mức giá hiện tại đã không còn phù hợp với triển vọng kinh tế tại Mỹ và châu Âu. Trong phần góc nhìn sự kiện ngày hôm nay, chuyên mục Kinh tế Thế giới của truyền hình Thông tấn sẽ phản ánh về hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại thành phố Cannes, Đông Nam nước Pháp, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và xem xét chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thành phố Cannes được chọn làm nơi tổ chức hội nghị vì cảnh quan tuyệt đẹp, và đây cũng là nơi diễn ra liên hoan phim Cannes nổi tiếng. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đã bị lu mờ bởi những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp. Tổng thống Barack Obama cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp, nước đang đảm nhận chức chủ tịch luân phiên G20 về tình hình của châu Âu. Tôi nghĩ rằng không có gì ngạc nhiên khi chúng ta đã dành hầu hết thời gian của cuộc hội đàm vào việc tìm kiếm các giải pháp phục hồi nền kinh tế toàn cầu để tạo công ăn việc làm cho người dân và ổn định các thị trường tài chính toàn cầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta trong hai ngày diễn ra hội nghị là việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Trước thềm khai mạc hội nghị G20, các nhà lãnh đạo EU đã có cuộc hội đàm bàn về cuộc khủng hoảng nợ, trong khi có tin đồn rằng Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou sẽ phải từ chức để mở đường cho một chính phủ liên minh. Các quan chức Tây Ban Nha cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng cung cấp tín dụng cho các nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu đang trong tình trạng dễ bị tổn thương như Ý và Tây Ban Nha. Ngoài ra, các đại biểu G20 cũng tập trung thảo luận về tình hình kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng và tình trạng thất nghiệp. G20 có thể phải quy mô lại các kế hoạch lớn nhằm cải cách kinh tế, trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ công. Nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo G20 tại hội nghị lần này là thảo luận các vấn đề như cải cách hệ thống tiền tệ toàn cầu và cân nhắc việc ban hành một loại thuế giao dịch tài chính. Bên lề hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh doanh G20 cũng có cuộc gặp gỡ ở B20. Chủ tịch các nhà lãnh đạo kinh doanh B20 Laurence Parisot và Liên đoàn Doanh nghiệp Pháp cho biết họ đã đưa ra một số gợi ý cho các chính trị gia. Chúng tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo hướng về tất cả các vấn đề liên quan đến thương mại. Chúng tôi cho rằng nếu chúng ta thúc đẩy thương mại toàn cầu thì rõ ràng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ được đẩy mạnh. Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, không chỉ ở châu Âu mà ở cả các thị trường mới nổi. Các nhóm phát triển toàn cầu cảnh báo G20 không nên bỏ quên các khu vực nghèo nhất thế giới và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm cách để thúc đẩy tăng trưởng. €4.5 tỷ trái phiếu được Tây Ban Nha bán ra thành công nhằm tránh những bất ổn ngày càng sâu sắc với Hy Lạp và cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone. Cụ thể, nước này chào bán €1.56 tỷ đáo hạn năm 2014 với lợi suất bình quân 4.27% và lực cầu vượt 1.7 lần nguồn cung. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn chào bán €2.92 tỷ trái phiếu đáo hạn năm 2016 với lợi suất 4.85% và lực cầu vượt 1.62 lần nguồn cung. Bản tin Kinh tế Thế giới của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.